Tin đồn về Mainnet và giá trị Pi. Có tin đồn lan truyền trên mạng xã hội rằng mạng chính của Pi sẽ ra mắt vào ngày 1 tháng 6 năm 2024 và giá trị của một Pi sẽ là 314.159 đô, gây xôn xao trong cộng đồng Pi. Nguồn gốc tin đồn. Tin đồn bắt nguồn từ các ảnh chụp màn hình và video trên các nền tảng như Twitter và GitHub, nơi người dùng tuyên bố đã tìm thấy mã đề cập đến ngày ra mắt và giá trị của Pi. Độ tin cậy của thông tin. GitHub là một nền tảng nguồn mở, cho phép bất kỳ ai có tài khoản đều có thể tải lên hoặc sửa đổi mã. Do đó, thông tin chưa được xác minh có thể lan truyền nhanh chóng và không nhất thiết phản ánh kế hoạch cuối cùng của nhóm phát triển Pi. Giá trị đồn quá cao, giá trị 314.159 đô cho một Pi bị coi là quá cao, khó đạt được, ngay cả khi Pi trở thành một loại tiền điện tử có giá trị nhất thế giới, vượt qua Bitcoin và các kim loại quý như vàng và bạch kim. Khuyến nghị cho cộng đồng Pi nên tiếp cận tin đồn với hoài nghi, tập trung vào tầm nhìn dài hạn và tiềm năng của Pi Network, đồng thời đóng góp vào sự phát triển và áp dụng của hệ sinh thái Pi, thay vì bị cuốn vào các tin đồn chưa được xác minh. Mời các bạn nghe thêm các tin tức khác. Trung Quốc có thể sẽ chính thức cấp giấy phép cho Pi Network, mở ra cơ hội kinh tế lớn và đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực tiền điện tử. Với giấy phép này, Pi Network sẽ cung cấp các dịch vụ như chuyển tiền điện tử, thanh toán thương mại, quỹ đầu tư, rút tiền ATM và nhiều lĩnh vực tài chính khác tại Trung Quốc. Sự phát triển của Pi Network được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp lớn nhờ thị trường rộng lớn và tiềm năng kinh tế của Trung Quốc. Quyết định cấp phép từ chính phủ Trung Quốc phản ánh sự tin tưởng vào Pi Network, giúp củng cố vị thế và sự an toàn của nền tảng này. Pi Network dự kiến sẽ phát triển mạnh mẽ, trở thành một đồng tiền điện tử hàng đầu và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử toàn cầu. Video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau.